đó thì những anh khách anh sai yêu cầu quay lại bộ mấy con đực đó anh chị, qua trận được bờ bê đất không nhảy. U nọ đây biết mày à, bờ bê kem F2 nha anh chị. Lưng nè, mẹ mét bốn mấy luôn anh chị, rủi luôn. Xem xé mét rưỡi anh chị, mét 47 giữa lưng, trên mét 4 anh chị. Mớm lên chị ơi, mới bú xong là cột liền để cho sạch sẽ anh chị ơi. Đồng chuồng này cũng lông anh chị. Dài như chiếc xuồng luôn anh chị ơi, cũng hết chuồng luôn. Lông lên. Tơ chưa rứt răng. Khủng. Đó, những dòng kem mẫu độ con này hơn mét rưỡi luôn nha anh chị, giữa lưng mét bốn mấy nha anh chị, chữa bao bê trên gần 6 tháng anh chị. Lòng vàng xây lưng xây mặt này còn chưa lắp răng luôn, vuốt móng đó 18 lên rồi. Trên diện bụng bướm thì địa chỉ của trại là ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thừa, tỉnh Long An nha anh chị. Khi nào có xem trực tiếp thì đến trại. Chưa 8 tháng nha anh chị. Con bô xin này chữa cũng 7 tháng mấy, 8 là 7 tháng rưỡi, 7 tháng hơn. Khủ. Cái con cọp. Đó, cọp ôm được vào bê. Bù xin tơ, chữa. Cũng lâm. Chữa luôn. Rất là nhiều quả chữa. Này mẹ con ôm được bờ bê. Lần lần đó. Rồi tổng quan nó chạy lên chơi. À, tại hôm mưa ban đêm này giờ một ngày vẫn quay lại cho anh chị, có anh khách nào yêu cầu quay lại thì quay cho rõ hơn anh chị ơi. Còn anh chị nào muốn mua như thế nào đó liên hệ rồi muốn quay trực tiếp từng con cho anh chị tham khảo luôn.